Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc tủ lạnh hiện đại cùng với đầy đủ chức năng mà phù hợp với tất cả mọi thành viên trong gia đình thì quả là điều mà chúng ta đều mong muốn, phải không ạ? Và với mức giá trị 7 triệu đồng thì chiếc tủ lạnh đến từ nhà sản xuất Hitachi với mã sản phẩm H200PGV4 mà Quế Phương giới thiệu ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm quý vị và các bạn hài lòng. Chiếc tủ lạnh Hitachi H200PGV4 mang phong cách hoàn toàn mới, phù hợp với thiết kế nội thất của mọi gia đình. Và với dung tích 200 lít thì chiếc tủ lạnh này phù hợp với gia đình khoảng 3 đến 5 thành viên. Ngăn đá trên với thiết kế vuông vức, góc cạnh tạo cảm giác mạnh mẽ cho tủ cũng như dễ dàng sắp xếp trong không gian nội thất nhà bạn. Thêm vào đó là tay nắm ẩn, tối giản góp phần tôn thêm tính hiện đại cho chiếc tủ lạnh này. Tủ có khay kính chịu lực giúp người dùng có thể sắp xếp thức ăn vào tủ nhưng không sợ khay hỏng. Đồng thời khay đá xoay có thể di chuyển được sẽ giúp cho tủ lạnh thêm dễ sử dụng với người dùng. Bên cạnh đó là ngăn đá giữ nhiệt đến hơn 12 giờ sau khi cúp điện sẽ giúp bạn bảo quản thực phẩm lâu hơn trong lúc tủ không có điện. Ngăn rau quả lớn, độ ẩm tốt, thích hợp để bảo quản nhiều loại rau củ quả khác nhau mà vẫn giữ được độ tươi nguyên, tự nhiên cũng như hàm lượng dinh dưỡng có sẵn trong quả. Nhìn chung tủ lạnh Hitachi H200PGV4 sở hữu ngoại hình hiện đại, sang trọng, đồng thời còn được trang bị nhiều công nghệ làm lạnh, kháng khuẩn sẽ giúp quý vị và các bạn bất ngờ. Công nghệ inverter hiện đại giúp cho tủ lạnh tiêu hao chỉ khoảng 0,7 kW điện một ngày thôi, rất tiết kiệm điện năng phải không quý vị? Tủ có cảm biến nhiệt eco độc đáo, ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ của tủ lạnh và xung quanh rồi đưa ra tùy chỉnh chế độ hợp lý. Công nghệ nano titanium hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc cũng như là khử được mùi hôi khó chịu ở trong tủ, giúp bảo quản thức ăn được tươi ngon hơn và thuận tiện hơn. Ngoài ra còn một ưu điểm nữa, đó là chiếc tủ lạnh này không hề bị đóng tuyết, giúp chúng ta sử dụng được triệt để không gian mà không còn lo ngại việc đóng tuyết dày đặc nữa. Với các tính năng đơn giản cũng như tiết kiệm điện thì sự lựa chọn về chiếc tủ lạnh này không phải là quá tồi phải không quý vị? Và như Quý Phương đã chia sẻ ban đầu thì chiếc tủ lạnh này chỉ với giá khoảng 7 triệu đồng mà thôi, phù hợp với những gia đình có từ 3 đến 5 thành viên. Và với mức giá như vậy thì không phải là quá cao so với chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình hiện nay. Hãy nhanh chân đến ngay siêu thị điện máy gần nhất để có thể cập nhật thông tin và đặt mua hàng quý vị nhé. Còn nếu như quý vị quá bận rộn không thể đến tận nơi thì hãy truy cập vào website của chúng tôi thegioidienmay.com hoặc liên hệ đến số hotline 1900 6788 để được biết thêm chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại clip của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống Thế Giới Điện Máy MediaMart để cập nhật những thông tin mua sắm thú vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.